hai bạn bước ra tôi nghĩ trong đầu tôi nói chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền, té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. À, Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được cũng khoảng 2 tuần. Thì lúc đó vợ em vô trễ. Thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á, thì thấy cái có một cái nốt ruồi ở trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây. Đâu không thấy? Đây đây đây, à, nó không thấy, nó nhìn nó thấy rồi. Mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền hiền, thấy là dễ thương. Là quý tướng đó. Dạ. Rồi rồi sao nữa? Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm nhóm, làm báo cáo thì cũng chung một nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền á là để dành cưới vợ đó. À. Em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cô. Nhưng mà chị hỏi em nè, dạ, vì em biết cổ làm ngân hàng em mới gửi vô tài khoản, hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại rồi, sao em xài lý do khác? Một phần nữa là em để em thử cổ. Thử làm sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa, cũng có cái vấn đề là gì? Cũng là mở tài khoản hay sao? Không có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. À, dạ, tức là không thương thật mà thương... Ừ. Chắc cho nên nghi. Bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ đó. Em lúc đó em không nghĩ gì đó. Bây giờ ảnh khai thiệt thì mà em mới biết nè. À. Là về là có chuyện với em á. À. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là ờ anh gửi tiền nên thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em. Đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học đó em dựa cớ đó em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ. À đó đó, tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ đó cổ. Để được gặp mặt em. Thế thôi, hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở với gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở không? Cũng có cái trắc trở. Có cái lần thì ở nhà có nuôi chó, mà nuôi tới 4-5 con chó. Thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó rồi xỉn. À, đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe, mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi, mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à, cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thành ra nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á, thành ra là em cũng hạn chế. Mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu, để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính, mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi, đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn? Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển, cái đó là có thật đó, sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi, chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè đó, từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện anh tật xấu nhiều. Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết đó luôn đi. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương, em đã mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biếng, không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biếng giặt đồ là sao? Không phải trời, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông này đổ thừa nữa. À. Cái năm nay là đâu có dám giặt đâu. Nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ, tự đồ vô, tự bấm nút thôi là mình. Trời đất ơi, tưởng tượng nó mua máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới nhau vậy, sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi?
em đem lấy đồ móc anh đem thôi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi. Sao sao kỳ vậy, tao sợ hư máy thôi, bây giờ tao đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị, có dụng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhưng anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ. Anh phát hiện một điều là chồng em á, hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không? Không, nhìn mặt em vậy chứ ảnh ăn hiếp em á. Phải không? Thiệt, tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lên anh lịnh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả, cô với tôi luôn á. Mà là mà nóng lên, mà nóng dữ quá là hả, không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy đó. Mà máu mình sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không, hay ở đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nó tao đang xong tao xỉu giờ vậy chưa? Trời ơi, hù người ta. Nói chung là chồng em dữ lắm. Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á, hiền. Mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè. Mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à. Mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha. Lúc mà cãi nhau rồi dính lên luôn rồi nè. Chú bé xuống một mét ha. Lúc đầu thì em nhịn chị, ba mẹ cũng dặn rồi, chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức rước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn tớ như vậy nữa hả? Thấy em nói vậy cũng nói lên để tiếp tục cãi nhau. Có khi nào mà ông kêu mày tao phải kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này cái điều đó. Không, cổ trong tức em à, em không có muốn là gây chiến rồi. Em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài, cổ không chịu đi. Chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu. Giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài. Đó. Còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày á, và kêu bằng tao với mình á, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ mà bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời tức quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn không? Nói chung là cái phần mà xưng mày tao là chỉ ít lắm. Khi nào mà trận nào to lắm thì mới xưng thôi. Còn bình thường thì xưng cô với tôi. Em, cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều. Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có điều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, ăn cơm mẹ đi. Em nấu cho em. Rồi có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn, có giờ em nghĩ điều đó không? Được chưa. Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu, giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có bây giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và cho vị trí của chưa mẹ. Chưa nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ đúng. Em có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình sao nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô cái ánh mắt anh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được. Nhưng mà em nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ?
em mình đâu có gì đâu chị. Mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua cổ che lại người em một tiêu. Như em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau. Đó thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng. Mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi không? Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi, cái nóng tính đó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn, đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa, mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Cái con Hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút, bớt cậu thả chút. Nói là biếng là cậu thả. Chị thấy vậy nè Hùng, theo chị ha, em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, dạ con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng gọi là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. Đó, rất là thật. Nó là cứ nói. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau vậy hả? Em theo chị, với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Xin cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai em hạnh phúc.